thu băng, đĩa, dĩa, tâm như máy. Và cuộn băng, nếu không có máy, thì tiếng nương đâu mà còn lại phát ra. Tâm chủ trương tự duy trì cơ tánh. Ý nói là bộ máy tâm, mỗi cái, mỗi thứ sanh với nhau liên tiếp, như nước phúng cũng còn giọt, như nước phúng còn giọt, vì có bất đoạn duyên, liên tiếp duyên, vân vân. Tâm chủ trương biệt tài bất cảnh. Ý nói là không có cảnh nào gặp mà tâm bất không đặng, dù cho sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp cho đến niết bàn, hễ gặp đều bị tâm biết cảnh. Phần phân giải tóm tắt về tâm của ngài Chochika Sương Minh gom lại có ba: tâm vẫn biết cảnh luôn luôn. Hai, tâm làm cho nhân, xin lỗi xin đọc lại, hai, tâm làm nhân cho sở hữu biết cảnh, tương tự như người dẫn dắt. Ba, tâm chứng minh làm cho động vật và bất động vật trong đời thành ra rất nhiều cái khác nhau, nhiều cái sai khác. Tâm chích tá về nhân tạo hay nhân sanh có bốn: nghiệp quá khứ, biệt thời nghiệp duyên. Hai, cảnh Arangmana. Ba, sở hữu Chaitasika. Bốn, vật sắc thanh triệt hay căng. Tâm Chitta về đặc tính có bốn ý nghĩa: một, trạng thái của tâm là biết cảnh; hai, phận sự của tâm là dẫn dắt sở hữu; ba, thành tựu của tâm là nói nhau, nói liền nhau; bốn, nhân cần thiết của tâm là danh sở, sắc và cảnh. Xin lỗi. Bốn, nhân cần thiết của tâm là danh, sở hữu, sắc và cảnh. Tóm lại, chích tá là một từ thuộc ngôn ngữ Pali, được sử dụng phổ biến và rộng rãi trong tam tạng nói chung và tạng vô tỷ pháp Abhidhamma nói riêng. Ở đây, chích tá được phân giải nghĩa lý theo Abhidhamma. Chích tá dịch sang Việt ngữ là tâm. Tâm nghĩa rút gọn là biết. Biết ở đây là nhận ra cảnh, biết cảnh đối tượng. Cảnh có nhiều thứ như cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Thí dụ, khi mắt thấy cái màu, màu sắc và biết được cái màu sắc đó như xanh, vàng, đỏ, tím, vân vân, gọi là biết cảnh sắc. Biết là tâm, nhận ra cảnh sắc là nhãn thức, tức tâm nhãn thức. Nguyên nhân đồng sinh nhãn, nhãn vật, nhãn thần kinh, cảnh sắc, sắc cảnh sắc, ánh sáng và sự chú ý. Như vậy, tâm là biết cảnh, nhận thức được đối tượng, hay nói cách khác là sự hiểu biết, sự suy nghĩ, sự nhận thức, sự nhận ra cảnh, đối tượng, gọi là tâm, chích tá, còn gọi là ý hoặc thức, hoặc là chích tá hay tâm biết cảnh, hướng dẫn hay hướng đạo pháp đồng sinh, sở hữu cộng sắc pháp, sắc nghiệp, diễn biến liên tục, sinh khởi nói tiếp, nói chặn giữa đời trước và đời sau. Phải có pháp câu sinh, hữu tương, sắc, thọ, tưởng và hành. Chúng ta theo dõi tiến trình của tâm, nói tiếp nhau liên tục, lúc cận tử, tử, tái tục,
Bình nhạc rồi lại cận tử, tử tái tục. Bình nhạc và lại tiếp diễn như thế mãi, chỉ chấm dứt khi niết bàn. Qua một lộ trình đơn cử, lộ tử ngũ môn, cảnh rất lớn, chót na cảnh như sau. Kết luận: tâm là biết, biết cảnh gọi là tâm, bị tâm biết gọi là cảnh. Nam mô. Nam mô tâm mát, nam mô con xin rồi. Kính lễ Phật, kính lễ Pháp, kính lễ Tăng. Dạ, bây giờ là 9 giờ 12. Dạ, con vừa đọc xong phần tâm. Dạ, ngày mai xin đọc tiếp phần tâm bất thiện. Dạ, bây giờ con xin xuống mic. Con kính mời sư Thanh Tâm ạ. Dạ, mô Phật, sa thú Kevin. Dạ, trước hết con xin kính lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính lễ chư Tôn Đức Tăng, kính chào sư Nguyên Thông, quý cô và kính chào quý Phật tử. Dạ, quý vị vừa nghe Kevin đọc về cái tâm. Ở đây tâm, tâm là mai đó ha, tâm tiếng Mỹ gọi là mai. Khi mà đứng riêng một mình á thì cái chữ tâm có nghĩa là cái hay biết, hay biết qua sáu cảnh. Tức là con người mình nó có sáu căn, đó là tai mắt mũi lưỡi thân và ý, sáu căn. Thì khi mà sáu căn nó tiếp xúc với lục trần á là nó sanh ra sáu cảnh, sáu cảnh. Thì cái tâm á, nó biết được sáu cảnh: cảnh thấy, cảnh nghe, cảnh mùi, cảnh vị, cảm thọ và cảnh pháp. Đó, đó. Thì cái gì nhớ, khi mà tâm nó đứng một mình á, là có nghĩa là cái biết ha. Cái thứ hai á, là nó biết cảnh, nó có sáu cảnh. Đó là nói gọn đó. Còn nếu mà nói rộng đó, thì nó biết tới 21 cảnh. 21 cảnh đó là 5 cái cảnh xúc. Tức là tai mắt mũi lưỡi thân ha. Khi mà nó xúc chạm á thì cái tâm nó biết. Rồi nó biết cảnh siêu thế, tức là cảnh chân đế, cảnh tục đế, tức là siêu thế, là những cái cảnh pháp chân đế. Tức là nó biết hết tất cả những các tâm, thân và tâm. Rồi nó biết cảnh tục đế. Cảnh tục đế là cái cảnh những cái gì mà chúng sanh là làm ra đó, chế đặt ra, đặt tên cho nó đó, là cảnh tục đế. Rồi nó biết được cái cảnh dục giới, dục giới. Dục giới mình có 54 tâm dục giới đó ha. Rồi nó biết cảnh đáo đại. Cảnh đáo đại là những cái tâm mà thiện đó, 8 tâm thiện, rồi rồi năm tâm sắc giới và vô sắc giới đó, đó là những cảnh đáo đại. Rồi nó biết được cái niết bàn ha, chúng sanh mình có cái niết bàn. Mục đích của mình tu là để nghĩ tới cái sự thanh tịnh, hướng tới niết bàn đó ha. Còn tất cả đều là pháp hữu vi hết, mà các hữu vi thì không có bền vững, cho nên không có chấp thuận ha. Rồi nó biết cái cảnh nội, cảnh ngoại, cảnh quá khứ, cảnh hiện tại, cảnh vị lai. Thì thưa quý vị, đó là định nghĩa về cái chữ tâm. Cái điều này rất là hay, mình nên biết ha. Thì tâm nó có tâm thiện, tâm bất thiện, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới và tâm siêu thế. Thì ngày mai mời quý vị nghe tiếp. Bây giờ thì 9 giờ 16 rồi. Mời một vị, mời Kevin đi. Thọ Tam Quy Ngũ Giới với lại Tỳ Kheo Nguyên Thông nha. Thỉnh Tỳ Kheo Nguyên Thông truyền Tam Quy và Ngũ Giới à. Rồi kính chúc quý vị sinh hoạt an vui. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tam Ma, Nam mô Sang Ga. Dạ, dạ con kính lễ sư Thanh Tâm, kính lễ sư Nguyên Thông. Dạ, xin sư cho phép con làm việc thiện.
nhường lại việc thiện sự này cho quý bạn đạo hữu. Dạ con xin mời chị Hà nha chị Hà. Chị Hà có thể thay mặt đạo tràng chúng con để mà thọ tam nguyên ngũ giới với lại ngài Nguyên Thông. Dạ ok, dạ sa thứ chị. Dạ dạ con Mỹ xin mời chị ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, sư Nguyên Thông và con kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn anh Mỹ nhường cho cái phước này. Dạ, con kính mời chư Phật tử cùng đọc kinh thỉnh chư tăng thọ tam nguyên ngũ giới. Ukasa mayan phante visung visung rakkhanatha yati sarane na saha banchasila chami chama duriyam bi mayan phante visung visung rakkhanatha yati sarane na saha banchasila chama tati yam bi ma yam phần tề quy sùng rắc khana tha ya ti sa ra ne na sa ha bình cha si la ya cha cha ma bạch đại chư đại đức, chúng con xin thọ vị thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành lợi ích. Kính bạch chư đại, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để luân giữ hành theo trình được sự lợi ích lần thứ nhì. Kính bạch chư đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để luân giữ hành theo cho sự lợi ích lần thứ ba. Và con kính thỉnh sư Nguyên Thông truyền tam quy ngũ giới cho Phật tử. Dạ sư Nguyên Thông, chắc sư rớt mic hay sao ạ? Con tụi con không có nghe được ạ. Dạ không biết sư còn có nghe tụi con không ạ? Dạ, mô Phật.
Sư Nguyên Thông ơi, sư nói thiên hạ không có nghe được, thôi tôi xin phép truyền tam quy ngũ giới nha. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutichambi Buddhang saranang gacchami, Dutichambi Dhammang saranang gacchami, Dutichambi Sanghang saranang gacchami, Tatichambi Buddhang saranang gacchami, Tatichambi Dhammang saranang gacchami, Tati cham bị sang răng saranang gacchami. Tati cham bị sang răng saranang gacchami. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Duriyambi Buddhang saranang gacchami, Duriyambi Dhammang saranang gacchami, Duriyambi Sanghang saranang gacchami, Tatiyambi Buddhang saranang gacchami, Tatiyambi Dhammang saranang gacchami, Tatiyambi Sanghang saranang gacchami. Ti saranagaha nang paripunnang, pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Bà na ti bà ta vê ra ma ni si ca pa đăng sa ma di ya mi. A di na da na vê ra ma ni si ca pa đăng sa ma di ya mi. Ca me su mi cha cha ra vê ra ma ni si ca pa đăng sa ma di ya mi. Mu sa wa da vê ra ma ni si ca pa đăng sa ma di ya mi. Sura me raja machappa marathana veramane sika padang samadhiyami. Banati pata veramane sika padang samadhiyami. Adinna dana veramane sika padang samadhiyami. Thame sumit cha cha ra we ra ma ni si kha ba dang sa ma ni ya mi mu sa wa da we ra ma ni si kha ba dang sa ma ni ya mi su ra me ra ya ma cha ba ma da tha na we ra ma ni si kha ba dang sa ma ni ya mi. Imani pancha sikha padani sadukang katva appamadena nicchakalang samarakhi tappang. Chư thiện tín nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch, phải vâng giữ hành theo cho đến trọn đời, không nên dễ vui. Sile na sugatin janti, sile na phoga sampada, sile na nipputin janti, tasma silang viso thaya. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy nên chư thiện tín phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nha. Nam mô Bổn Thế Giả Sinh Vân. Sa thú sa thú sa thú. Dạ con kính tri ân sư Thanh Tâm đã truyền tâm quy ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Con xin đọc sám hối Phật Pháp Bảo Tăng. Uttamangena vandehaṃ
Đa đa văn sung qua rút ta măng Bút thê yô ca li tô đô sô Bút thô ca ma tu tăng ma măng Út ta măng ghê na văn đề hăng Thầm măng cha đúc vi thầm qua răng Thầm mê yô ca li tô đô sô Thầm mô ca ma tu tăng ma măng Út ta măng ghê na văn đề hăng Sẵn khăn cha đu vi thô ta măng Sẵn ghê yô ca li tô đô sô Sẵn khô ca ma tu tăng ma măng Dạ con xin trao mic lại cho sư để đọc kinh chi phước báo cho chúng con. Dạ, mô Phật, sư Ngân Thông thử mic lại, cầm mic coi thử được không ngang. Kính mời sư ạ. Dạ, ima ni băng cha Thế Tôn có dạy rằng ima ni băng cha sikha bada ni sa du can ka to apa ma de na ni cha ka lang samara kita băng chư thiện tính sau khi ta thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo hãy ráng vân giữ hành theo cho được thanh tịnh đến trọn đời chẳng nên dễ vui. Dạ, dạ xin vâng. Sa thứ sa thứ. Thế Tôn có dạy rằng Si Lê Nhất Sư Cá Tinh Giang Thi Si Lê Nhất Phu Cá Sâm Phá Đa Si Lê Nhất Nhi Phu Thi Tăng Giang Thi Tát Ma Si Răng Vì Sô Thát Dê Tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được giàu sang nhiều tài sản cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được chứng ngộ nhập Niết Bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cớ ấy chư Phật tử hãy cố gắng thọ trì giới luật đừng để lắm nhớ. Bây giờ con sám hối rồi sẽ trao mai lại cho sư nữa. Ok. Sa thứ sa thứ lần thay. Út ta măng ghê na văn đề hăng ba đa banh sung qua út ta măng bút thê yô ca li tô đô sô bút thô ca ma tu tăng ma măng út ta măng ghê na văn đề hăng Thầm manh cha đu vi thầm qua răng Thầm mê vô ca li tô đô sô Thầm mô ca ma tu tăng ma măng U ta măng ghê na văn đề hăng Sẵn khăn cha đu vi thô ta măng Sẵn ghê vô ca li tô đô sô Sẵn khô ca ma tu tăng ma măng Sakatwa Buddha Ratanang O Sathang U Tamang Varang Hitang De Vamanu Sanang Buddha Te Che Naso Thina Na Sang Tu Ba Da Va Sap De Dukha Vu Pasamang Tu Te Sakatwa Thamma Ratanang O Sathang U Tamang Varang Parilahu Pasamanang Thamma Te Che Naso Thina Na Sang Tu Pa Da Va Sap Be Phaya Vu Pasamang Tu Te Sakatwa Sangha Ratanang O Sathang U Tamang Varang Ahu Neyang Pahu Deyang Sangha Te Che Naso Thina Na Sang Tu Ba Da Va Sap Be Roga Vu Pasamang Tu Te. Xin cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, những khổ não của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Phật, nhờ lòng tôn kính Phật bảo là nguồn lợi ích tối cao của chư thiên và nhân loại. Xin cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, những lo sợ của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Pháp, nhờ lòng tôn kính Pháp bảo, những món linh dược quý cao là Pháp trấn tịnh điều phiền não. Xin cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, những bệnh hoạn của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Tăng. Nhờ lòng tôn kính Tăng bảo, những món linh dược quý cao đáng để cho người cúng dường,
và quán nghinh tôn trọng si tama thu si tama thu si tama thu idang pha lam etasmin ratanata yasmin sambasada na cheta so cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thức sa thức lành thai. Dạ, một lần nữa con thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm và sư Nguyên Thông đã truyền tâm quy ngũ giới và đọc kinh cầu an cho tụi con, cho phước cho tụi con. Dạ, con xin cho mic lại cho Nguyên Trang hoặc là Nguyên Như ạ. Con sư xin báo cáo hồi nãy là lý do vì sao cái máy này là tại cái máy computer cũ của sư nó bị problem thì đang sửa, thì sư mua cái máy mới này là cái máy có thể nó siêu đẳng nhất trần gian hiện tại bây giờ nó là i3 i5, mà sư mua cái máy là i7, tức là cái latest generation, mà nó rẻ lắm, chỉ có 800 thôi. Thành ra không biết là nãy thường thường nếu mà sư mà nói không cái này không có đút cái gì vô á thì không sao, ai ngờ ở nhà cũng có chỉ có hai người thôi, cái bà bảo sư dùng cái headset, thì khi mà đút cái headset vô cái lỗ đó, không biết cái lỗ là sao, mỗi lần đút vô thì nói không được, nó lộn xộn, cho nên là lý do là vậy thôi. Bây giờ thì sắp sao mỗi lần làm cái vụ mà đó, này thì sẽ không có dùng headset mà dùng để trợ như vậy thì nó tốt hơn, không hiểu tại sao. Xin trình bày cái lý do là như vậy, xin trao mai lại cho Nguyên Trang, xin cảm ơn Nguyên Trang con. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sam Kha Giá. Dạ con Nguyên Trang. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni, và con kính chào toàn thể đạo tràng ạ. Dạ không biết đạo tràng có nghe được âm thanh của con không ạ? Dạ hôm nay là mình sẽ sinh hoạt nhóm. Nguyên Như, không biết Nguyên Như có trước mít không? Kính mời Nguyên Như nha. Dạ. Sa thú bàn tay của Nguyên Như. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ chư vị có nghe được Nguyên Như không ạ? Dạ Nguyên Như, con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con xin kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni hiện diện trong đạo tràng. Dạ Nguyên Như xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ hôm nay là tới ngày thứ tư, là ngày của room chúng ta sẽ ôn lại những cái bài vi diệu pháp mà thầy kinh đã giảng dạy từ 1-2 năm trước. Và chúng ta sẽ hôm nay là Nguyên Như sẽ ôm lại tới cái phần tâm dục giới. Dạ Nguyên Như xin kính mời chị Kim Nhung có thể post lại cái tâm tham bằng tiếng Bali. Chị có thể post 8 tâm tham chia làm 2 phần. Nguyên Như xin mời quý vị tuần tự có thể đọc mỗi người 4 tâm sau khi chúng ta vào học. Dạ Sa Thú, mình sẽ đọc cái này khoảng 25 phút, rồi đến 10 giờ đúng là mình bắt đầu bài học của ngày hôm nay. Dạ Nguyên Như xin trọng. Dạ con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm và sư Nguyên Thông có thể làm đầu tàu cho tụi con tiếp theo ạ. Dạ con xin kính thỉnh sư. Dạ mô Phật, kính thưa đạo tràng. Bây giờ sư đọc trước xong rồi sư Nguyên Thông nghe. Rồi cảm ơn cô Phật tử Hồng Nhung, Kim Nhung chứ. Akusala Chitta Ni, Akusala Chitta Ni, tâm bất thiện. Lopha Mula Chitta 8,
8 tâm tham. 1. So manasa sa gatang dithi gata sambayutang asankharikang. Thọ hỷ hợp tà vô trợ. So manasa sa gatang dithi gata sambayutang asankharikang. Thọ hỷ hợp tà hữu trợ. So manasa sa gatang dithi gata vipayutang asankharikang. Thọ hỷ ly tà vô trợ. Số 4 là so manasa sa gatang dithi gata vipayutang asankharikang. Thọ hỷ ly tà hữu trợ. Rồi, kính mời sư Nguyên Thông ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin tiếp tục. Chữ nó không được lớn. Hình như chữ của Hồng Kim Nhung đánh lần sau này nó lớn, đã đỡ quá. Sư già 81 tuổi rồi, thành ra nó không được đột, không được đẹp. Đọc từ đầu hả con? Akusala Chitta Ni Tâm Bất Thiện. Upamula chitta tam 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 sumanasa sagatang dittigata samyutang asangsarikang thọ hỷ hợp tà vô trợ. Số 2, sumanasa sagatang dittigata samyutang asangkaritang thọ hỷ hợp tà hữu trợ. Sumanasa sagatang dittigata vipayutang asangsarikang thọ hỷ hợp tà vô trợ. Sumanasa sagatang dittigata vipayutang asangkaritang thọ hỷ hợp tà vô trợ. Upekha sagatang dittigata sambyutang asankharikang thọ xả hợp tà vô trợ. Số 6, upekha sagatang dittigata sambyutang asankharikang thọ xả hợp tà hữu trợ. Số 7, upekha sagatang dittigata vipayutang asankharikang thọ xả ly tà vô trợ. Số 8, upekha sagatang dittigata vipayutang asankharikang thọ xả ly tà hữu trợ. Sa thú sa thú. Dạ hết rồi hả? Ok. Dạ cơn hà. Bây giờ xin mời Panya Ramsi. Dạ chân thành tri ân chi vị đã lắng cho nghe. Dạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Minh Thông và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, như vậy đọc có dễ không ạ? Lô Bát Mù La Chít Tá, có phải là cái phần chót của cô mới vừa post lên mà cái chữ in không có phải không cô? Dạ, cái đó chắc có thể giúp được cho sư sư Nguyên Thông. Dạ, họ vị đang thấy sao đọc vậy? Lô Ba Mu La Chít Tá. Số 8, 8 tâm tham. Số 1, So Manasa Sahagatang Dittigata Sampayutang Asankharikang thọ hỷ hợp tà vô trợ. Số 2, So Manasa Sahagatang Dittigata Sampayutang Sasankharikang thọ hỷ hợp tà hữu trợ. Số 3, So Manasa Sahagatang Dittigata Vipayutang Asankharikang thọ hỷ ly tà vô trợ. Số 4, So Manasa Sahagatang Dittigata Vipayutang Sasankharikang thọ hỷ ly tà hữu trợ. Sa-du-sa-du-sa-du. Dạ, con xin nhường mic lại cho đạo tràng. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, alo, dạ. Cảm ơn cho biết tín hiệu. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông.
Con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, kính chào ông Năm, bà Năm và các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc tiếp ạ. Số 5. Ubekha sahagatang dithigata sambayutang asangkharikang thọ xả hợp tà vô trợ. Thứ 6. Ubekha sahagatang dithigata sambayutang sasangkharikang thọ xả hợp tà hữu trợ. Số 7. Ubekha sahagatang dithigata sam. Dạ con sám hối. Số 7. Ubekha sahagatang dithigata vipayutang asangkharikang thọ xả ly tà vô trợ. Số 8. Ubekha sahagatang dithigata vipayutang sasangkharikang thọ xả ly tà hữu trợ. Dạ con đã đọc xong, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sằng Khai. Dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn chị Dung đã đăng bài. Dạ bây giờ con xin trả bài. Lô phá mú lá chít tá tám tâm tham sô mana sa sa ha ga tăng dít thí ga tá sầm ba yu tăng a sằng kha vi căng thọ hệ vô trợ. Số 2. Manasa sahagatang dittigatta sambayuttang sa sankhavikang thọ hỷ hợp tà hữu trợ. Số 3. So manasa sahagatang dittigatta gata vipayuttang asankhavikang thọ hỷ ly tà vô trợ. Số 4. So manasa sahagatang dithigata vipayutang sa sankhavikang thọ hỷ ly tà hữu trợ. Dạ con xin trao mic cho vị kế tiếp. Nam mô Bụt Thầy, dạ con Nguyên Trang, và một lần nữa con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, con kính chào toàn thể đạo tràng, và con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, sư Nguyên Thông, và con xin đọc bài ạ. Và cảm ơn chị Nhung. Ubekha sahagatang ditthi, dạ con đọc lại. Ubekha sahagatang ditthi gatai sam bayutang asankharikam thọ xả hợp tà vô trợ. Số 6. Ubekha sahagatang dithigata sampayuttang sasankharikam thọ xả hợp tà hữu trợ. 7. Ubekha sahagatang dithigata vipayuttang asankharikam thọ xả ly tà vô trợ. Ubekha sahagatang dithigata vipayuttang sasankharikam thọ xả ly tà hữu trợ. Dạ cảm ơn chị Nhung post bài. Dạ Nguyên Trang kính mời đạo trang ạ. Kính mời, dạ kính mời bàn tay của chị Quan Phan. Dạ Nguyên con xin xuống mic ạ. Dạ mô Phật, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông. Dạ con kính chào quý đạo hữu. Sau đây con xin đọc bài ạ. Lô phá mu lá chít tá sô má lá sô má lá xá há gá tăng đít thí gá tá sầm bá chút tăng xá sằng khà lý cằn tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Sô má lá xá há gá tăng đít thí gá tá sầm bá chút tăng xá sằng khà lý cằn tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ. Sô má na xá há gá tăng đích thí gá tá quýt bá chút tăng xá sằng khà lý cằn tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. Sô má na xá há gá tăng đích thí gá tá quýt bá chút tăng xá sằng khà lý cằn
tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. Dạ con xin nhường mic lại cho vị kế tiếp ạ. Dạ. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Ca Ya. Dạ con kính đến lễ sư Nguyên Thông, con kính đến lễ sư Thanh Tâm, con kính đến lễ sư Nguyên Thông, con kính đến lễ quý tăng ni và con kính đến lễ kính chào đạo tràng. Dạ con xin đọc tiếp. Nam Upekkha Sahagatam Dittigata Sampayuttam Asankharikam Tam Tham Thọ Xã Hợp Tà Vô Trợ. 6. Upekkha sahagatam dittigata sampayuttam sasankharikam tam tham thọ xã hợp tà hữu trợ. 7. Upekkha sahagatam dittigata vipayuttam asankharikam tam tham thọ xã ly tà hữu trợ. 8. Upekkha sahagatam dittigata vipayuttam sasankharikam tam tham thọ xã ly tà hữu trợ. Dạ con xin xuống mic. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Và quý vị nào còn giơ tay đọc nữa không? Chị Hồng, chị Kim Dung mới vừa đăng lên lại. Hôm nay chị Anh có lên đọc không? Chị Anh trốn hoài ha. Con không biết là cô Diệu Pháp có lên đọc được không? Cô Bình Lê có lên đọc được không? Xin mời quý vị giơ tay. Dạ, Nguyên Như xin đọc lại trong khi chờ đợi quý vị. Ồ, chiếc lá mùa xuân. Chiếc lá mùa xuân đâu rồi? Anh Lý ơi, Nguyên Như không có thấy chiếc lá mùa xuân ở trong lớp mà. Héo. Dạ, Nguyên Như xin đọc lại bài. Lô phá mù lá chích tá tám tâm tham. Một sô má nát sa sa há gá tăng đích thí gá ta sầm bá dút tăng á sằng khà rí cằn tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Hai sô má nát sa sa há gá tăng đích thí gá ta sầm bá dút tăng sa sằng khà rí cằn tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ. 3. Sô má ná sa sa há gá tăng đích thi gá tá vip bá dút tăng á sằng khà rí cằn tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. 4. Sô má ná sa sa há gá tăng đích thi gá tá vip bá dút tăng sa sằng khà rí cằn tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ. Dạ, còn một cái đoạn nữa, Nguyên Như xin mời một vị nữa lên, cô Bình Lê, cô Diệu Pháp, Kỳ Anh, quý vị có thể lên đọc xong rồi chúng ta bắt đầu học bài ha. Nguyên Như xin mời chư vị, Nguyên Như xin xuống mic nha.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ. À, theo lời đề nghị của chị Nguyên Như, Mỹ Linh xin lên đọc tiếp. Nam upekkha sahagatang dittigata sambayuttang asankha rikang tâm tham thọ xã hợp tà vô trợ. 6. Upekkha sahagatang dittigata sambayuttang sasankha rikang tâm tham thọ xã hợp tà hỗ trợ. 7. Upekkha sahagatang dittigata vipayuttang asankha rikang tâm tham thọ xã ly tà vô trợ. 8. Upekkha sahagatang dittigata vipayuttang sasankha rikang tâm tham thọ xã ly tà hỗ trợ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Sa thú sa lú cả lớp. Nguyên Như cảm thấy là mỗi ngày lớp mình các bạn đều đọc rất là hay, người nào cũng đọc rất là giỏi. Dạ, giống như thầy Kinh nói thì cứ mỗi ngày mình cứ mài dao mài kiếm với trăng ha quý vị. Mỗi ngày một chút xíu này trong lớp mình thôi mà đâu có ai ở ngoài đâu mà sợ. Thành ra cứ việc lên practice ha. Chờ Nguyên Như, chị Nguyên Như cho bé Kỳ Anh thiếu nha. Tuần sau là Kỳ Anh phải lên đọc ha nha. Đọc hai lần luôn nha Kỳ Anh. Sa thú. Dạ kính thưa chư vị, hôm nay là mình sẽ bắt đầu vô tới cái bài thứ 6 rồi, là cái bài tâm dục giới. Tâm dục giới tiếng Pali là Kama Vachara Chitta. Kama Vachara Chitta. Dạ Nguyên Như không biết là anh Lý hay là Nguyên Trang có thể post cái chữ Pali lên dùm cho Nguyên Như được không ạ? Tâm dục giới bài số 6, Kama Vachara Chitta. Thì cái chữ ka và chữ ma đó là hai cái trường âm, thành ra mình đọc chậm một chút xíu. Vachara, ba chữ này mỗi chữ đều là cái đoạn âm, thành ra mình đọc nhanh một chút xíu. Cái chữ chít là cái chít tá thì nó có hai chữ T, thì cái chỗ này mình gằn giọng một chút xíu là trường âm nhấn ha quý vị. Như xin đọc lại, ka ma vachara chít tá, ka ma vachara chít tá. Thì cái tâm dục giới, trong những loại tâm dục giới thì có tất cả là 54 loại tâm. Về cái chữ Kama này thì mình nói nôm na là một cái lòng khao khát dục vọng. Bởi vậy những chúng sanh ở đây mới là mình gọi là dục giới, là lòng khao khát dục vọng, là những cái tâm mà nó biết về cảnh dục giới. Dạ, con kính tri ân sư Nguyên Thông. Dạ, xin cảm ơn Hà. Những cái tâm này biết về cảnh dục giới là sao quý vị? Những cảnh biết về cảnh sắc nè, cảnh thinh nè, cảnh hương hay là cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc là của cái đời sống thuộc về cái cõi dục giới. Nó có cái cõi dục giới làm trưởng và nương sanh nơi người ở cái cõi dục giới. Như xin lặp lại ha, cái ở những cái tâm dục giới là một cái loại tâm mà nó có cái lòng khao khát về dục vọng, là tâm biết về cảnh dục giới. Có nghĩa là sao? Là những cái tâm mà biết về cảnh sắc nè, cảnh hương, cảnh, như xin lỗi, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, hay còn gọi là có chỗ gọi là cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc của một cái đời sống thuộc về dục giới. Nó có dục giới làm trưởng và nó nương sanh nơi người ở cõi dục giới. Thông thường á, những cái loại tâm này phát sanh trong dục giới nhưng cũng có thể phát sanh ở trong các cảnh giới khác nữa. Chẳng hạn như một cái tâm mình gọi là cái tâm đại thiện, mình ở trong cõi dục giới, nhưng mà khi mà mình hành thiền đó thì mình cũng có thể là mình đi đến những cái cõi khác được. Có người hành thiền ở trong cõi dục giới của mình, họ cũng có thể đắc được những cái thiền sắc giới và những cái thiền vô sắc giới. Họ có thể đắc được nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó quý vị.
Có nghĩa là mình nói là chung là những cái tâm dục giới thì nó cứ đi qua đi lợi trong những cái cõi dục giới, mà cũng không có nghĩa là nó không đi qua được cõi khác. Nó chỉ là thường lưu, thường lai vãng ở trong cái cõi dục giới. Là thành ra mình gọi là cái tâm dục giới là có nghĩa là như vậy. Thì cái tâm dục giới nó gồm có bao nhiêu cõi quý vị? Nhà mình còn nhớ là tâm dục giới có bao nhiêu cõi ở cõi dục giới không? Xin quý vị chat lên thử nha. Tất cả mình á, là trong tam giới mình là có 31 cõi. Thì cõi dục giới mình có bao nhiêu vậy cả nhà? Không phải là tâm nha, Nguyên Như hỏi là cõi á, chứ không phải là tâm. Nó có 54 tâm, đúng rồi đó. Thì dục giới có bao nhiêu cõi? Dạ, cánh chim phiêu bạc 11. Dạ. Bốn cõi khổ. Dạ. Bảy cõi dục là 11. Còn câu trả lời nào nữa không ha? Dạ đúng rồi, sa thú. Cõi dục giới thì mình có 11 cõi. Thì nó gồm là 6 cõi trời dục giới. 6 cõi trời dục giới, rồi có cõi người, rồi có 4 cõi khổ. Thì mình có thể liệt kê là 6 cõi trời dục giới gồm có: thứ nhất là cõi tứ thiên vương, thứ nhì là cõi đau lợi, thứ ba là cõi dạ ma, thứ tư là cõi đau xuất, thứ năm là cõi hóa lạc thiên, và thứ sáu là cõi tha hóa tự tại. Thì trong đó là những cõi trời, thì mình có chỗ thì mình có thể gọi là 7, thì người xếp lên trong cái 6 luôn là 7 phần ở trên đó. Có cái chỗ thì người ta cũng để cõi người riêng ra, là ở một cái trung gian giữa cái khổ và cái lạc. Rồi có một phần còn lại là 4 cõi khổ. Thì 4 cõi khổ, cái thứ nhất là cõi địa ngục, thứ hai là cõi bàn sanh, thứ ba là cõi ngạ quỷ, và thứ tư là cõi Atula. Thì Nguyên Như xin lặp lại ha. 11 cõi trời dục giới thì nó gồm có 6 cõi, 11 cõi thì có 6 cõi trời dục giới. Thứ nhất là tứ thiên vương, thứ hai là đao lợi, thứ ba là dạ ma, thứ tư là đâu xuất, thứ năm là hóa lạc thiên, thứ sáu là tha hóa tự tại. Xong rồi mình thêm một cõi người. Rồi phần còn lại là 4 cõi khổ. 4 cõi khổ là: thứ nhất là địa ngục, thứ hai là bàn sanh, thứ ba là ngạ quỷ, và thứ tư là cõi Atula. Thì giống như Nguyên Như mới vừa nhắc hồi nãy, những cái tâm dục giới này thì nó lưu chuyển trong cõi dục giới, mà nó cũng có thể là phát sanh trong các cảnh giới khác nữa. Thì trong cái cõi dục giới này có tất cả là 3 cái loại tâm khác nhau. Quý vị có thể nhìn vô bảng nêu ha. Cái phần mà Chitta tâm vương đó, nó nằm bên tay phải phần phía trên, nằm tay trái, xin lỗi, tay trái phần phía trên cùng. Thì quý vị nhìn cái chỗ mà phần đầu tiên là 58 tâm dục giới, quý vị sẽ thấy chia làm 3 nhóm. Cái nhóm đầu tiên á thì mình gọi là nhóm tâm bất thiện, nó gồm có 12 tâm. Tiếng Pali là Akusala Chitta. Akusala Chitta, quý vị cái chỗ chích quý vị nhấn một chút xíu đó ha. Tâm là Chitta, thì Akusala Chitta. Thì tâm bất thiện này gồm có 12 tâm tất cả. Quý vị nhìn lại trên bảng nêu bên tay trái ha. Rồi cái phần thứ hai là tâm vô nhân. Thì tâm vô nhân gồm có tất cả 18 cái loại tâm vô nhân. Tên Pali là Ahetukacitta. 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 Và phần còn lại là phần tâm dục giới tịnh hảo. Phần tâm dục giới tịnh hảo này là nó gồm tất cả là 24 tâm. Gồm tất cả 24 tâm. Và tiếng Pali mình gọi là Sopana Kama Vacharachitta. Sopana Kama Vacharachitta. Sopana Kama Vacharachitta. Dạ vị nào có cái bảng mà Nguyên Như gửi hồi chiều, xin quý vị tên một cái chữ là chữ chá ha.
ở trong cái bản đó như thay đánh máy thiếu cái chữ chá đó. So phanaka ma vacharachitta. Dạ, thêm dùng cho nguyên như chữ ca và kế chữ quán nha. Xin lỗi. Về cái phần tâm tham thì tâm tham nó gồm có 8 tâm tham. Nguyên như xin ngắn gọn đọc lại một lần nữa cho quý vị thấy tất cả là 12 cái tâm bất thiện này một lần nữa bằng tiếng Pali. Tâm tham lô phá mù lá chích tá gồm có 8. Số 1, tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. So manas sa sa ha ga tăng dit thi ga ta sam ba yut tăng a sang kha ri kang. Số 2, tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ. So manas sa sa ha ga tăng dit thi ga ta sam ba yut tăng sa sang kha ri kang. Số 3, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. So manas sa sa ha ga tăng dit thi ga ta vip ba yut tăng a sang kha ri kang. Thứ 4, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ. So manas sa sa ha ga tăng dit thi ga ta vip ba yut tăng sa sang kha ri kang. Số 5, tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ. Upek kha sa ha ga tăng dit thi ga ta sam ba yut tăng a sang kha ri kang. Số 6, tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ. Upekha sahagatang dittigata sambayuttang sasankharikang. Số 7, tâm tham thọ xả ly tà vô trợ. Upekha sahagatang dittigata vipayuttang asankharikang. Và số 8 là tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ. Upekha sahagatang dittigata vipayuttang sasankharikang. Về cái tờ phần tâm sân đó chư vị, thì nó gọi, tiếng Pali gọi là Dosamulacitta. Dosamulacitta thì tâm sân nó gồm có 2 tâm sân. Và nguyên như cũng như vậy, tương tự đọc tiếng Pali một lần qua. Số 1 là tâm sân thọ ưu hợp phẫn vô trợ. Đồ má nát sá sá há gá tăng bá tí khá tá sầm bá dút tăng á sẵn khá rí căng. Đồ má nát sá sá há gá tăng bá tí khá sầm bá dút tăng á sẵn khá rí căng. Và số 2 là tâm sân thọ ưu hợp phẫn hữu trợ. So đồ má nát sá sá há gá tăng bá tí khá sầm bá dút tăng sá sẵn khá rí căng. Đồ má nát sá sá há gá tăng bá tí khá sầm bá dút tăng sá sẵn khá rí căng. Và phần còn lại là 2 tâm si. Tâm si tiếng Pali là mô há mù lá chích tá. Mô há mù lá chích tá. Thì tâm si nhắc lại là có 2 tâm. Thứ nhất là tâm si thọ xả hợp hoài nghi. Upek kha sá há gá tăng quý trí kích cha sầm bá dút tăng. Upek kha sa ha ga tăng quý trí kích cha sầm bá dút tăng. Và số 2 là tâm si thọ xả hợp phóng dật. Upek kha sa ha ga tăng út thách cha sầm bá dút tăng. Upek kha sa ha ga tăng út thách cha sầm bá dút tăng. Dạ, kính thưa chư vị, Nguyên Như đọc qua một lần, hai lần cái phần mà 12 cái tâm tâm tham, tâm sân và tâm si, thì mình tuần tự những cái bài sau mình sẽ bắt đầu là đọc đến 2 tâm sân và 2 tâm si cho nó mình cho nó rành một chút xíu, xong rồi mình phải đọc tất cả là 12 tâm một lượt luôn. Thì quý vị có thể be able to mà đọc một lần qua như vậy, thì sau này mà mình vô trong những cái bài chánh tạng hoặc là những cái cuốn sách tiếng Mỹ, mình thấy những cái chữ người ta hay viết kèm với nhau á chư vị, mình không có bỡ ngỡ. Mình cứ đọc học kèm kèm như vậy á, thì mình cũng biết nhiều cái chữ Bali cũng rất là xa thú ha quý chị. Rồi Nguyên Như sẽ đi một cái phần bên trong nữa, là tất cả cái tâm bất thiện có 5 ý nghĩa tất cả. Cái ý nghĩa thứ nhất của tâm bất thiện là Akusala Chitta này á. Cái ý nghĩa thứ nhất nó là bệnh hoạn. Ý nghĩa thứ hai là bất mỹ. Ý nghĩa thứ ba
là không có khôn khéo. Ý nghĩa thứ tư là tội lỗi. Và ý nghĩa thứ năm là nó cho quả khổ. Cái chỗ này mình đi qua lại một lần nữa, có nghĩa là bệnh hoạn, bất mỹ, không khôn khéo, tội lỗi và cho quả khổ. Tại sao mà chư vị lại được học năm cái ý nghĩa này? Tự nhiên bình thường á, mà mình làm, mình nghe ở trong lớp thì mình học thì mình thấy nó dễ, nhưng mà mình khi mà mình vô cái đời sống, cuộc sống thực của mình á, thì mình không biết á, là cái này mình làm á, là có phải là bất thiện hay không, đúng không quý vị? Có nhiều khi mình làm một cái chuyện mà mình nói ồ cái đó ok, nó không có cái gì hết á, đâu có gì đâu. Một cái ví dụ nhỏ nhỏ thôi, chẳng hạn như mình đi vô trong sở của mình thấy có một cây viết nào đẹp, hay là một cái cây kẹp nào đẹp, cái kẹp giấy nào đẹp, mình cũng nhiều khi mình cứ cầm mình nghĩ mình bỏ trong túi mình đem về mình xài cũng đâu có sao, phải không gì? Và những cái đó là thiệt ra cái đó chính là cái tâm bất thiện. Nhiều khi mình thấy nó không có gì, thành ra khi mà mình học chia sẻ sâu vô cái phần vi diệu pháp này nè, mình thấy nó không có đẹp, mình làm cái cử chỉ đó là không có đẹp đó, thì nó vô cái chỗ mà bất mỹ đó quý vị. Có những cái chỗ bất thiện mà nó xấu, chẳng hạn như mình phạm năm cái giới là ta nói là phạm năm giới, hoặc là mình phạm tội giết người, sát sanh, trộm cắp này kia, mình thấy nó nặng thì mình thấy nó là nó quá xấu. Nhưng mà cái những lỗi nó mình nói bực mình nói cho một người khác buồn lòng một chút xíu, hoặc là mình nói hơi hờn mát một chút mà mình làm ta giận, cái nhẹ nhẹ nhỏ nhỏ đó thôi, thì nó cũng thuộc vào cái bất mỹ. Một cái lời nói mà mình không có khéo, nó thuộc cũng là về cái không khôn khéo. Thì những cái nào mà quý vị thấy nó hơi giống cái nó hơi sao sao á, mà mình không có định nghĩa được á, quý vị có thể quay về cái năm cái ý nghĩa của tâm bất thiện, thì nó sẽ rõ ràng hơn để cho mình có thể thực tập trong cái cuộc sống của mình đó quý vị. Thì nguyên như đi qua lại cái bệnh hoạn là sao, bệnh hoạn, một cái loại tâm bệnh hoạn nó làm cho những người khác không có được vui, hoặc là những cái ý nghĩ nó bực bội, nó khó chịu, nó làm cho khi mà mình có những cái suy nghĩ, mình nói chuyện với người khác á, mình gieo rắc những cái tư tưởng nó rất là khó chịu, bực bội cho người khác. Người khác cũng gặp mình cũng sợ á, thì người ta gọi là ồ cái thằng này sao mà nó bệnh quá vậy. Cái kiểu người ta hay nói vậy đó quý vị, là cũng là thuộc loại bất thiện. Là cái về cái đó là ý thứ nhất ha. Về thứ hai là giống như mình mới vừa nói là cái bất mỹ, một cái loại tâm xấu, nó không có đẹp đẽ. Thì khi mà mình vô những tâm bất thiện là mình sân lên, mình nổi sân, mình nổi tham lên, thì quý vị thấy làm sao mà nó đẹp được, nó phải thuộc là cái xấu rồi phải không? Rồi cái thứ ba là không có khôn khéo. Thì cái không khôn khéo này more like là nó đi vào cái loại tâm si, là nó ngu, nó si, dại khờ, si mê. Nó không có khôn khéo, nó làm cái gì nó cũng bộp chộp, rồi nó dục chạc, nóng nảy, nó không có nhu nhuyến, nó không có dễ thương. Thì ở đây cũng là những cái loại tâm bất thiện. Giống như mình bực ai, mình gằn giọng, hoặc là mình gằn chén, gằn bát, mình đi mình đóng cửa cái rầm, mấy cái đó đó, là nó cũng thuộc lại là không khôn khéo đó. Rồi một cái về phần thứ tư là tội lỗi. Cái lời nói mà gây đau khổ cho người khác, mình nói ngay phía trước hay ngay hay là nói phía sau lưng gì cũng vậy, khi mà lỡ mà người ta có nghe lời mà người ta buồn lòng á, thì nó cũng thuộc về tội lỗi rồi. Và cái chắc chắn là cái thứ năm là cuối cùng, thì những cái sự việc ở trên mình mới mà đưa ra hồi nãy giờ, nó sẽ cho quả khổ, không có thể nào cho quả an vui được hết. Thì quý vị suy nghĩ lại ha, năm cái ý nghĩa của tâm bất thiện, khi mà mình chuẩn bị mình làm cái gì mà mình không có sure, mình không có chắc là những cái đó là bất thiện hay không, thì nó sẽ, mình coi nó có rơi vào cái trường hợp này hay không. Nếu mà như vậy, quý vị thấy khi mà mình thích tám, mình thích nói chuyện của người này người kia đó, thì quý vị thấy nó có thuộc vào lại tâm bất thiện không quý vị? Ý của cả nhà sao, nếu mà trường hợp mình tám đó,
nó có vô cái tình, nó có một trong năm ý nghĩa này là bệnh hoạn, bất mỹ, không khôn khéo, tội lỗi và cho quả khổ không quý vị? Hà xua rồi ha. À, Mỹ Anh Lý, Kỳ Anh, Nguyên Trang, mọi người thấy sao? Quanh Phan thấy nó có thuộc lại là tám, có thuộc lại là tâm bất thiện không? Ok, xa thú. Nhưng mà sao cái bệnh này thì nó hơi khó trị ha. À, tám chuyện gì? Thường thường á thì mình nói pháp với nhau đó anh Lý, thì mình không có dùng chữ tám, thì mình hay dùng chữ rất là oai hùng là mình nói pháp không à. Còn mình nói tám thì thường thường nó hình như có hơi tám tám mà trống. Dạ, như vậy là mình đồng ý ha. Mình đồng ý là cái tám là nó là tâm bất thiện. Như vậy là cả nhà đồng ý cái chỗ đó cùng với nhau rồi ha. Dạ, phàm ngũ giới luôn khổ nghiệp. Rồi, năm cái nhân sanh tâm bất thiện. Bây giờ mình đi qua phần hồi nãy á, là năm cái ý nghĩa. Bây giờ đến năm cái nhân sanh tâm bất thiện là sao? Cái nhân thứ nhất là phi như lý tác ý. Cái nhân sanh thứ hai là trú xứ không có nên ở. Cái nhân sanh thứ ba là thân cận phi hiền nhân. Nhân sanh thứ tư. Nhân sanh thứ tư là ít tạo phước ở đời trước. Thứ năm là lập trường không có chân chánh. Năm nhân sanh tâm bất thiện. Thứ nhất, phi như lý tác ý. Thứ hai, trú xứ không nên ở. Thứ ba, thân cận phi hiền nhân. Thứ tư, ít tạo phước ở đời trước. Và thứ năm là lập trường không có chân chánh. Về cái phần thứ nhất là phi như lý tác ý, quý vị. Thường thường á, mình hay để cái tâm mình suy nghĩ theo cái chiều hướng bất thiện hoặc là chiều hướng ác. Mình dễ lắm quý vị, chẳng hạn như mình đi đâu, mình lợi nhà bạn chơi hay là mình lợi nhà người thân mình chơi. Mình để cái giỏ, cái bóp mình xuống, rồi mình ngồi mình hát karaoke hay gì đó. Cái quay qua quay lại thấy mất tiêu cái bóp. Tự nhiên là trong cái tâm mình á, nó sẽ nói wow, ai ăn cắp đồ của mình. Nếu mà mình không có train cái tâm của mình á, thì mình sẽ dễ dàng nghĩ như vậy lắm. Còn nếu mà cái người của mình mà mình để ý, mình có chánh niệm á, thì khi mà mình bị làm cái gì mà sơ suất á, mình ít có đổ lỗi cho người khác ngay trong tâm. Ý cũng như nó ngay trong tâm thôi nha. Thì mình hay nói vào, có thể là mình để quên ở nhà, hay là mình sẽ suy nghĩ những cái chuyện mà mình có thể là mình tắc trách hay là mình quên hay không, trước khi mà mình đổ thừa hay là mình nghĩ sai cho những cái người khác. Thì cái chỗ này này chưa vậy, cái phi như lý tác ý này á, mình dễ bị lắm. Mình dễ có khuynh hướng bất thiện hay khuynh hướng ác, hoặc là mình đổ lỗi cho người khác, hoặc là mình đổ thừa, hoặc là mình bực bội cái gì ấy, là mình cứ kiếm người mình cứ đổ vô. Đó, cái chỗ này phi như lý tác ý nè. Cái chỗ rất là dễ cái sanh tâm bất thiện vì cái lý do này. Cái thứ hai là trú xứ không có nên ở, tức là mình có thể có nhà cửa gần ngay cái chỗ mà xã hội đen, hay là mình kế cái chỗ mà sòng bài, cái chỗ mà vũ trường, những cái chỗ mà không có nên ở đó thì dễ có sanh tâm bất thiện lắm. Chẳng hạn như nếu mà mình ở ngay sòng bài thì một hai ngày đầu mình thấy khó chịu, nhưng mà mình ở lâu ngày vài tháng, quý vị có nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ bước vô chân cái sòng bài mình coi thử ra là sao, hoặc là mình ngồi xuống cái máy mình kéo thử chơi nó ra làm sao. Hiếm lắm nếu mà mình ở kế bên đó. Nếu mà mình ở xa xôi này kia phải chạy mấy tiếng đồng hồ thì như không nói, nhưng mà nếu mà cái nhà mình sát ở bên hoặc là bước qua đường mà tới cái sòng bài á, thì khó có thể nào mà guarantee là quý vị ở đó mà 5-10 năm mà quý vị không hề vô. Cái đó là chuyện rất là hy hữu, vị thằng hữu luôn á, rất là khó đúng không? Dạ, thành ra khi mà mình ở trong những cái chỗ giống như là xã hội đen, quán lộn, quán lạo, hay là tối ngày cứ chửi bới, mình ở trong đó cái tâm mình á, nó dễ sanh bất thiện, hoặc là mình có thể là không đồng ý hoặc là bực bội với họ cũng vậy.
mình cái không đồng ý cái nỗi sân của mình nó cũng là sân tâm bất thiện rồi đó. Thành ra cái xứ trú xứ không nên ở cũng là rất là quan trọng. Khi mà và một cái ý thứ ba là thân cận phi hiền nhân, tức là mình gặp những cái người mà tối ngày chè chén say sưa, rồi những người đánh bài, những người hút sách ma túy, rồi những cái người mà gần người xấu ác, những người không có phải là thiện trí thức á, thì mình hay nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Quý vị mở đầu quý vị gặp cái người này, nói đơn giản giống như một cái người mà hay có tính chửi thề đi. Quý vị gặp người ta một ngày hai ngày thì mới bắt đầu bực bội, nhưng mà mình khi mà mình nói chuyện một thời gian lâu, cái tâm mình nó thấy quen, nó thấy quen, từ quen xong rồi cái nó thấy bình thường, bình thường xong rồi nó thấy ok, rồi một ngày nào đó tự nhiên cái quý vị sẽ phát hiện ra mình cũng chửi thề mà mình thấy nó rất là bình thường, không có sao hết á. Nó theo nó từ từ, nó nhiễm từng chút đó quý vị. Rồi cái nhân thứ tư nữa là ít tạo phước ở đời trước. Mình không có cái vốn về cái phước đức, phước báo, phước vật, phước thí nhiều ở đời trước đó, thì mình dễ có sanh tâm bất thiện lắm. Mình giống như một cái người mà rủ, nếu mà mình quá ít phước đó, thì một người rủ mình đi ăn cắp, đi đánh bài, đi uống rượu, mình dễ đi hơn là những cái người đó rủ mình làm chuyện thiện. Nó lạ vậy đó quý vị. Không phải là khi mà mình gặp chuyện thiện mình hoan hỷ, mình vui, rồi mình có tư tiền, tư hiện, tư hậu dễ đâu nha quý vị. Mình làm một cái chuyện thiện á, mình cũng phải có phước mình mới làm được. Còn nếu mà những người mà mình nhắc người ta, người ta nói nặng, nói nhẹ, rồi người ta nói móc, nói khuấy, người ta không có chịu làm chuyện thiện, nhưng mà hệ rủ đi uống rượu, uống bia, đi chơi, đi cao, ok là người ta đi liền à, không có hề suy nghĩ, chơi thâu đêm suốt sáng cũng được. Nhưng mà hễ mà rủ đi đầu đà, đi tu một hai bữa thì người ta thấy khó chịu lắm, đi khuya quá rồi sao sức khỏe của em nó yếu lắm này kia. Nhưng mà khi mà rủ đi đánh bài là không bao giờ nói. Quý vị thấy không, có nhiều người như vậy lắm đó, chứ không phải là không. Thành ra khi mà mình ít tạo phước ở đời trước quá đó, thì cái sanh tâm bất thiện mình nó dễ không thể tưởng tượng được luôn đó quý vị. Rồi cái một cái ý cuối cùng nữa là lập trường không có chân chánh. Một cái người mà có một cái lập trường không có chân chánh thì rất là dễ mà sanh tâm bất thiện. Khi mà mình lập một khi mà mình làm một cái chuyện gì mà mình không có như thí dụ như mình làm một cái chuyện thiện, ngay cả mình vô lớp mình học vi diệu pháp, rồi mình học hành, mình hành thiền, mình đi chùa, thì cái lập trường của mình, cái tiêu chí của mình là gì nó cũng rất là quan trọng. Nếu mà mình chỉ vô mình học, mình hành để mà mình hơn người khác, mình hơn thua với nhau đó, thì khi mà mình có đụng chuyện gì mình dễ làm bậy lắm. Còn nếu mà mình muốn mình tu mình học để mà mình thoát khỏi cái sanh lão bệnh tử, thoát khỏi cái 31 cõi này để mình đi đến cái chỗ mà cao thượng hơn đó quý vị, thì mình làm cái chuyện gì mình cũng suy nghĩ cho cái final goal của mình, tức là cho những cái về cái nhắm thẳng tiến niết bàn đó. Ý nguyên như nói như vậy thì cái lập trường, cái tiêu chí của mình, cái nguyện của mình làm sao, cái final của mình á, thì nó cũng dễ dàng cho mình có cái những cái chuyện thiện xảy ra. Còn nếu mà mình đi vô lớp mình học, mình một vì cái lý do riêng tư hoặc là về cái quyền lợi riêng gì của mình á, thì mình dễ, rất là dễ mà sanh cái tâm bất thiện khi mà một cái chuyện gì nó xảy ra, hoặc là mình hằng học với một người bạn nào trong lớp, hay là bất cứ cái chuyện lớn chuyện nhỏ gì xảy ra, thì mình sẵn sàng những cái tâm bất thiện nó được khởi lên, tự nó không có cái nguyện, nó không một cái final goal để cho mình đi theo đó quý vị, không có mục đích cao thượng như anh Lý nói và Sa Thú Anh, thì mình rất rất là dễ sanh cái tâm bất thiện. Thành ra khi mà những cái chuyện xảy ra, những cái chuyện gì mà mình làm mà mình đã bị làm trật rồi đó, quý vị ngồi nghiệm lại thử. Một á, là cái ý nghĩa của tâm bất thiện, thứ hai là cái năm cái nhân sanh tâm bất thiện này, quý vị rà lại thử coi mình sai từ cái chỗ nào thì mình có thể biết được á, mình có thể khắc phục những cái lỗi tương tự của mình ở trong cái tương lai ha quý vị.
như thấy cái chỗ này cũng rất là hay, nó là giống như là cái kim chỉ nam để mà cho mình có thể theo dõi từng cái tâm tự gì. Khi mà cái tâm nó sanh lên, cái tâm bất thiện nó sanh lên, nó liên tục, nó lẹ lắm quý vị. Khi mà mình bực một người nào đó, mình có thể đổ thừa, mình nói xấu, mình nói hơn thua, mình có thể là mình nói cho người ta không có còn danh dự nữa, hoặc là không có, có phải là mình nói không, mình chỉ cần suy nghĩ thôi, thì mình thấy cái tâm bất thiện mình, tại sao mình nghĩ người bạn mình như vậy, tại sao mà mình không nghĩ về cái mặt tốt mà mình lại nghĩ về cái mặt xấu, tại sao mà mình lại thích nghĩ về cái mặt xấu hơn mặt tốt, thì có phải là mình gần cái gì thì mình nghĩ cái đó hay không, hay là tự nhiên người ta thiệt là người ta như vậy. Chẳng hạn như trong ở trước mặt mình có một cái rổ, rồi những cái từ á, mà mình dùng, hay là những cái suy nghĩ của mình á, là mình đắp bóc từ cái rổ, quý vị tưởng tượng bóc từ cái rổ ra, nếu mà mình bóc ra, mình quăng ra đó là toàn là hoa thơm không à, có nghĩa là cái rổ ngay trước mặt mình là cái rổ hoa. Còn nếu mà quý vị toàn là suy nghĩ những cái chuyện mà rất là khó nghe, mà người ta nghe là ta xỉu luôn á, hoặc là mình thảy ra toàn là cốc nhái rắn độc, rồi những cái con rất là ghê sợ á, thì quý vị phải nhìn lại cái rổ của mình để trước mặt của mình á, là cái rổ đó toàn là một cái rổ rắn độc không mà, chứ không phải là hoa. Thành ra mình thường thường như cứ nghĩ á, là mình khoan hãy trách cái người khác, những cái gì mà mình quăng ra hay là mình suy nghĩ á, thì mình coi lại rổ của mình ở trong, tức là cái vốn về cái lời nói, và cái vốn về cái lời nói, và cái vốn về cái suy nghĩ của mình á, là thiện hay là bất thiện, là nó ngay chỗ đó rồi, chứ mình khoan hãy nghĩ tới cái người khác hả. Thường thường cái vốn mình xài đó quý vị, là cái nào thì mình bóc ra, mình quăng đó ra trước. Rồi á, tự vì như thấy có nhiều người, người ta rất là hiền, người ta rất là dễ thương, khi mà gặp chuyện mà bị ăn hiếp, hay là bị người khác nói xấu, hay là bị bất cứ cái chuyện gì mà nó không công bằng xảy ra, the worst case á, là người ta chỉ ngồi khóc thôi, chứ người ta không có thể nói gì hết. Mà có những người á, thì nóng tánh hơn, dữ hơn, thì người ta có thể chửi rủa, nguyền rủa, hoặc người ta có thể là kiện luật sư, người ta sẽ làm những cái chuyện rất là kinh khủng về một cái chuyện rất là nhỏ xảy ra. Đó có nghĩa là khi mà mình nhìn cái hành động của những cái người xung quanh của mình, bất cứ vì lý do gì mà họ làm như vậy, thì tức là cái vốn của người đó là có những cái đó. Từ cái bài học này đó, từ cái bài học mà cái năm cái nhân sanh bất thiện và cái năm ý nghĩa của tâm bất thiện của mình đây, thì mình có thể mình nghiên cứu lại trong cái quá trình giao tiếp của mình với những cái người thân của mình, những bạn bè của mình, và khi mà mình vô sở làm, những người mà mình làm chung với nhau, rồi những cái người mà khách hàng của mình nữa. Bây giờ quý vị cứ tưởng tượng ha, mình cứ ngồi mình đổ thừa người ta làm xấu mình chuyện này, người ta làm mình bực bội chuyện kia, nhưng mà mình cũng quên á, là mình những cái cách hành xử, những cái suy nghĩ và cái lòng tốt và cái chuyện xấu của mình cũng ảnh hưởng rất là nhiều những cái người xung quanh. Mỗi một người của chúng ta đều có một cái từ trường riêng. Nếu mà cái từ trường mình á, mình tập trung vào 25 cái tâm sở thiện mà mình không có thèm làm 14 cái tâm sở bất thiện nữa, thì quý vị tưởng tượng mình có thể ảnh hưởng rất là nhiều trong gia đình của mình. Ví dụ ba gia đình của mình có 5 hay 7 người, rồi mình ra ngoài bạn mình có khoảng 10 người, rồi trong sở mình có 20 người. Quý vị tưởng tượng mình cứ làm liên tục như vậy, thì những cái từ trường của mình cứ mỗi ngày một chút như vậy. Quý vị cứ ra mình chào hỏi một cái, mình hỏi thăm một câu mà mình phải dùng tâm từ ha, xong rồi cái mình ra mình chỉ cần dễ thương, mình nói những cái câu mà rất là dễ thương, mình làm cho người ta gặp mình, người ta mệt ta cũng mát ruột như vậy đó, thì mình cũng là tạo một cái từ trường rất là tốt đẹp rồi, phải không quý vị? Dạ bây giờ cũng là 10:25, như tưởng là có thể đi qua được bài 7 mà chắc không kịp rồi. Thôi bây giờ tới giờ của nhóm mình ôn bài lại. Như vậy là chúng ta sẽ tuần sau là chúng ta sẽ qua bài thứ 7, mình vô focus về tâm tham ha quý vị. Bây giờ để như coi lại cái chỗ. Bây giờ chư vị có những cái thắc mắc gì
về cái chỗ mà cái phần tâm dục giới, về cái định nghĩa, hay là cái chỗ mà như mới vừa trình bày là cái ý nghĩa của tâm bất thiện và cái nhân sanh tâm bất thiện. Quý vị có chỗ nào có thắc mắc hay là cần góp ý thì hồi nãy giờ Nguyên Như đã theo bài thầy kinh Nguyên Như ôm cho mình rồi. Bây giờ cái chỗ nào thắc mắc thì mình cùng nhau thảo luận ha. Bây giờ Nguyên Như xin mời anh Lý lên trước ha. Và Nguyên Như xin nhường mic lại cho anh Lý nha. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Và một lần nữa con xin kính chào quý sư và xin kính chào toàn thể đạo tràng. Nguyên Như nói có thắc mắc gì thì đưa con câu hỏi, Nguyên Như chỉ định luôn người có thắc mắc nên không biết thắc mắc cái gì đây. Nãy giờ ngồi nghe Nguyên Như trình bày những cái điều mà cái trọng tâm của cái bài ngày hôm nay, tức là cái năm cái ý nghĩa của tâm bất thiện và năm cái nhân sanh ra tâm bất thiện, nghe hay quá. Nguyên Nhân có thể nói tiếp và nói vô chi tiết mà cũng được. Đang ngồi nghe thấy hay quá chừng, xa thú, rất là tri ân cái tâm thiện mà lúc mà Nguyên Như đang cái trình bày cái pháp mà với một cái với sự nhiệt thành đó, nhiệt tình ở trong cái sự chia sẻ pháp đối với lại đạo tràng, xin rất là xa thú cái tâm thiện đó. Xin lược lại sơ chung với lớp cái năm ý nghĩa của tâm bất thiện. Là tâm bất thiện nó sẽ có cái tính bệnh hoạn. Thứ nhì, nó có tính bất mỹ. Mỹ ở đây là đẹp á. Bất mỹ tức là nó không có đẹp, nó xấu. Thứ ba nữa là không khôn khéo, tức là một cái sự vụt chạc, không có tính toán, không có coi trước lường sau, không có để ý, không có niệm, không có sự chú tâm, không có tác ý khôn khéo. Ở đây là không khéo. Thứ tư là tội lỗi, tức là nó làm cái điều mà nó không hay. Thứ năm là cho quả khổ. Thì tất cả những cái gì mà thuộc về bệnh hoạn, bất mỹ, không khéo và tội lỗi thì cái đó là thuộc về nhân, cái đó là pháp nhân. Và cái điểm cái số năm là cái pháp quả, tức là cho quả khổ. Cũng như vậy thì trong tương lai mình nghĩ rằng năm ý nghĩa của tâm thiện nó cũng sẽ có, cũng có pháp nhân và pháp quả trong cái pháp của chúng ta để ý. Trong các pháp mình học thì nó cũng có chỗ nó là sẽ có cái chỗ những cái pháp nó là pháp nhân, nó có những cái pháp nó cũng là sẽ là pháp quả mà nó có sự liên hệ với nhau. Hồi nãy ở đây ghi thân lên cái chỗ mà hiện tượng và bản chất đó. Cái chỗ mà lúc mà Nguyên Như trình bày về cái vấn đề mà hai cái rổ đó, cái rổ hoa hoặc là rổ rắn độc, thì cái tâm của chúng ta là bất mỹ, là bệnh hoạn, là tội lỗi, là không khôn khéo đó. Thì những cái gì ở trong nó mà ở trong là những cái điều mà nó có những tính chất đó, thì khi mà nó tỏa cái mùi ra ngoài thì chúng ta sẽ cảm nhận được ngay và hiểu được ngay, và nó cho cái người hành xử cái điều đó cái quả khổ, có thể là ngay lập tức hoặc là trong một cái thời gian nào đó, cái tùy theo cái thời gian của cái cho của quả dị thuật nó phát sinh. Nhưng mà ở đây cái điểm nói chúng ta phải để ý là hiện tượng và bản chất, tức là nội dung nó làm sao thì nó sẽ phát ra ngoài nó như vậy. Có khi chúng ta không có đủ kịp cái thời gian hoặc là đủ cái niệm để mà liên tục theo dõi cái tâm, thì ở đây là những cái thước đo, ý Nguyên Như cái chỗ nói là đây là những cái thước đo để chúng ta có thể dựa vào đó để mà xem lại, xem coi cái tâm mà nó chi phối cái hoạt động, cái activities của mình nó có bất thiện hay là không. Thì có bất thiện hay không có bất thiện thì nhân sanh ra tâm bất thiện thì có, thứ nhất xin lặp lại thôi, chắc có cả nhà cũng đã ghi nốt rồi. Thứ nhất là phi như lý tác ý, tức là không có tác ý khôn khéo. Như lý tác ý là tác ý khôn khéo đó, yoniso manasikara. Nhưng mà phi như lý tức là sự tác ý không có hợp theo cái pháp.
Thứ hai là trú xứ không nên ở. Hồi nãy nên như các nghĩa khá rõ về cái phần trú xứ không nên ở. Thứ ba là thân cận phi hiền nhân. Khi nói cái câu này chúng ta nhớ trong cái bài kinh Hạnh Phúc Kinh đó, thân cái nết hạnh mà thân cận các bậc hiền triết đó, thì ở đây nó ngược lại là thân cận các phi hiền nhân, tức là gần mực đen gần đèn từ sáng, gần mình gần cái gì thì mình bị nhiễm, bị ảnh hưởng của nó. Nó có sự tương tác qua lại giữa những cái pháp thân cận. Thứ tư là ít tạo phước từ đời trước. Ít tạo phước từ đời trước thì đời này ít có cơ hội được nhận cái quả lành. Mà không có được cái quả lành nhiều thì chúng ta dễ rơi vào những hoàn cảnh bi đát, xấu xa, bất toại nguyện. Mà những cái trạng thái bi đát, bất như ý, bất toại nguyện nó thường xảy ra với cái người nào đó, thì cái người đó thường dễ phát sinh lên những cái trạng thái tâm khó chịu, nóng nảy, bực bội, bất như ý, bất toại nguyện, và nó sẽ phát sinh lên những thí dụ như thiếu thốn quá thì sẽ dễ tạo ra tâm tham. Gặp hoàn cảnh cứ trái ngang thường xuyên xảy ra thì dễ tạo nên tâm sân. Và khi mà có ý thức được những cái khi mà không có thân cận các bậc hiền nhân thì không có học được những cái pháp cao thượng, thì lại dễ rơi vào những cái trạng thái si mê muội lược không hiểu biết, thì lại càng tạo ra những cái pháp bất thiện do những cái tâm bất thiện nó chi phối nữa. Thì chính những cái người này là trên nguyên tắc, trên căn bản là có không có lập trường không chân chánh. Ở đây cái lập trường không chân chánh nó nghe nó dễ, nó khó, nó trừu tượng, khá trừu tượng hơn những cái kia. Tuy nhiên cái này nó rất là quan trọng, là vì cái chữ lập trường ở đây là cái ý nói cái đời sống có mục đích. Chúng ta mỗi sáng bước ra khỏi nhà, cần phải đi làm, thì cái mục đích trước mắt là chỗ sở làm. Còn mình có mục đích mình mới biết cái điểm tới của mình. Còn khi mà không có mục đích thì không có biết điểm đến. Và không có biết điểm đến thì có thể là ra xe đi hoài mà không bao giờ tới. Cái chỗ ở đây nó là lập trường không chân chánh, cũng là một cái nhân nó sẽ dẫn dắt chúng ta đi vào trong cái cứ là trôi lăn trong luân hồi sinh tử hoài. Chỉ vì không lập trường chân chánh là vì không có hiểu biết. Đây nó thuộc về cũng là pháp si đó, tức là không có một cái sự ý thức. Thì cũng là summary lại những cái điều Nguyên Như đã nói thôi. Nãy giờ Nguyên Như nói với một cái tâm rất là đẹp, tâm mỹ đó, và trình bày những cái điểm này để chúng ta làm giống như là làm cái thước đo để mà trong đời sống hàng ngày. Những cái điểm này chắc có lẽ là mai chắc ôm bài đọc thuộc lòng năm cái nghĩa của tâm bất thiện là bệnh hoạn, bất mỹ, không không khéo, tội lỗi, cho quả khổ. Thì rồi năm nhân của nhân sanh tâm bất thiện, phi như lý tác ý, trú xứ không nên ở, thân cận phi hành nhân, ít tạo phước đời trước, lập trường không chân chánh. Mà chúng ta phải tự hiểu biết thêm một cái điều này nữa, là khi mà chúng ta khi đọc cái năm cái nhân sanh tâm bất thiện, khi đọc cái điều đó rồi thì ở trong cái pháp gọi là tứ chánh cần đó, khi thấy cái chữ phi như lý giác tí thì như phi như lý tác ý, thì nó cũng chính là cái điều nhắc cho chúng ta rằng như lý tác ý là một cái điều quan trọng. Cũng giống như trú xứ không nên ở, thì có cái điểm, khi điểm đó nó được nói ra thì chúng ta cũng phải tự hiểu rằng nên ở những trú xứ thích hợp. Thân cận phi hiền nhân thì như vậy, thân cận các bậc hiền trí lại là cái điều quan trọng. Tạo phước đời trước thì cũng là một cái điều nhắc nhở cho ta rằng phải luôn nhớ tạo các phước thiện, phước vật, phước đức, phước trí, những cái điều mà cái điều này là chúng ta rất cần thiết. Mình học một cái pháp nó nói như vậy, nhưng mà cũng cho phải ý thức được cái ý của cái pháp đó muốn nói cái gì với đối với ta nữa. Chứ chúng ta đọc cái câu là cái tâm nó có dễ đưa ra sự bất thiện là ít tạo phước đời trước, mà chúng ta bị tắc nghẽn ở chỗ đó thì tội nghiệp của chúng ta quá. Lập trường không chân chánh thì có dễ sanh ra tâm bất thiện, thì ngay lúc đó phải có cái sự ý thức rằng phải có cái sự lập trường chân chánh. Lập trường ở đây là mục đích, chân chánh là pháp thiện tịnh hảo. Như vậy thì phải có một cái lối sống tịnh hảo, chân chánh,
và cộng với lại cái sự ý thức, như vậy có mục đích, có tác ý. Thì như vậy mà khi mà chúng ta có cái lập trường rồi đó, thì những cái tôi nói cư trần và tất nhiễm trần, tức là ở sống ở trong đời này tất nhiên là phải dính bụi. Thì nếu mà cái người mà không thích bụi, không thích bụi thì lo toan cái chuyện làm sạch cái bụi. Nhưng mà làm sạch cái bụi có hai cách: ý thức được rằng đời là có bụi, muốn sạch bụi thì phải thoát khỏi đời. Đó là một cái cách. Cái cách thứ hai nữa là cứ tối ngày cứ đi tắm và lau chùi, và cứ bụi nó cứ việc tới mà còn ở trong đời mãi, thì bụi cứ việc tới và chúng ta sẽ nổi sân với điều đó. Thì chúng ta cứ lẫn quẩn vì không có như lý tác ý. Trú xứ không nên ở đây. Cuối cùng thì trong 31 cõi, trong tam giới này, đối với một cái người có lập trường chân chánh, có thân cận các bậc hiền triết, cái bậc hiền trí, thì trú xứ không nên ở lại là cả tam giới. Cho nên Đức Phật nói cái câu tam giới như hỏa trạch, thân cận các bậc hiền nhân, những cái bậc mà nhất là chư thánh, chư hiền mà đã tìm ra đạo và quả, thân cận những vị đó để tìm ra con đường. Ít tạo phước đời trước thì bây giờ tạo cái phước phước vật, phước đức, phước trí, mà cái quan trọng hơn là cái phước gọi là cái phước ba la mật. Cái phước ba la mật để mà đến cái trú xứ nên ở đây là Niết Bàn. Xin lỗi dùng cái từ trú xứ nó không đúng với nghĩa của Niết Bàn, nhưng mà ở đây nói một cách nôm na là như vậy, là vì có như lý tác ý hiểu biết được rằng đời là khổ. Cho nên là đúng cái nghĩa của tâm bất thiện là cho quả khổ. Kỳ Anh không nghe được hả? Xin lỗi, các vị khác có nghe được không vậy? Cho tín hiệu. Kỳ Anh nghe được. Kỳ Anh có nghe được lại chưa? Thì như vậy, với như lý tác ý, ở đây chúng ta nếu mà dùng cái quan kiến ở trong cái luân hồi sinh tử, ở trong 31 cõi đó, thì có như lý tác ý, có một cái chỗ không nên ở là một cái chỗ hồi nãy Nguyên Như sẽ nói xã hội đen, mà bây giờ cũng có xã hội đỏ rồi, mình qua một cái nơi gọi là không có xã hội đen, không có xã hội đỏ, nhưng mà một nơi có đen ít đỏ nhiều, đỏ ít đen nhiều, rồi chỗ khác cũng đỏ đỏ đen đen, nó cũng không có một cái gì nó gọi là nó hoàn mỹ nữa. Nó có thể là nó có một chút mỹ nhưng mà nó không có hoàn mỹ. Ở đây ý nói có một cái sự là một cái perfection, một cái ba la mật. Thì cuối cùng những cái pháp ở đây chúng ta học đó, điều cái Đức Phật dạy đó, Đức Phật là đến với cuộc đời với hai ý nghĩa, hai mục đích. Ngài có lập trường rất là rõ ràng là chỉ cho chúng sanh thấy khổ và chỉ cho chúng sanh con đường thoát khổ. Thì thoát khổ nó có ba cái bước: thoát khổ trước mắt, thoát khổ cho đời sau, và thoát khổ hoàn toàn, tức là giải thoát và niết bàn. Thoát khổ cho đời sau là gieo những cái phước để mà làm nhân sanh, nhân vật thiên, người trời, có thể là những cái vị mà tu thiền đắc những cái quả của kia cõi gọi là sắc giới, vô sắc giới chẳng hạn. Nhưng mà những cái điều đó hoặc là chư Đức Phật ngày dạy chúng ta chư ác mạt tác, chúng thiền phụng hành, tự tịnh kỳ ý, những cái điều như vậy thì chúng ta làm sơ sơ thì nó cũng được cái quả sơ sơ, của người làm mạnh hơn chút thì được những quả đao đại đời sau nữa. Còn mà làm mà đến như Đức Phật, ngài dạy cũng một điều đó, nhưng mà ngài thì hành ba la mật tới 33 la mật lần. Còn cái những người mà ngài khuyến khích thì tối thiểu cũng phải là cũng là ba la mật, để mà cái cuối cùng là cái trú xứ không nên ở thì là không ở nên trú xứ không nên ở. Và cứ cuối cùng chúng ta theo học theo cái gương của Đức Từ Phụ Bổn Sư, chúng ta thấy rằng những cái điều, những cái pháp này là pháp ngài dạy, mà cuối cùng là ngài Niết Bàn nó cũng phải cho một cái sự tác động nào đó đối với những cái sự ý thức của những người có lập trường, biết tạo phước đời này vì đời trước, mà cho dù ý thức một điều rằng ích tạo phước đời trước để cho những cái dấu hiệu mà dễ sanh tâm bất thiện, nhưng mà không có ý nghĩa rằng
một cách thụ động là ít tạo phước đời trước thì đời này chúng ta cứ khổ mãi rồi chúng ta không biết làm gì. Cái đó là nó nhắc chúng ta như vậy thôi. Nhưng mà cho dù đời trước có tạo phước nhiều thì đời này vẫn phải tạo phước nữa. Đó là cái ý nghĩa của chúng thiện phụng hoành. Nhưng mà cũng chưa xong. Còn trong cái nguyên lý tác ý ở đây là phải là tự tịnh kỳ ý. Cái trú xứ là môi trường, còn thân cận các bậc hiền nhân là cũng là cái điều kiện. Nhưng mà cuối cùng là phớt lập trường chân chánh cộng với tác ý khôn khéo. Đây là những cái chi pháp mà thuộc về trí tuệ. Và chúng ta học cái pháp của Đức Từ Phụ, chúng ta hiểu được ý nghĩa của nó. Và chúng ta phải nhìn theo cái gương của Ngài. Ngài nói ra những điều đó, bậc thánh đã đắc thánh, hành những cái pháp của một vị thánh và nói ra những cái điều này. Nhưng mà điều này chúng ta hiểu, có hiểu được trước cái mức độ của một vị thánh thấy, hay là chúng ta hiểu theo cái trí phàm phu của ta nhìn thấy. Cho nên là chúng ta nếu mà hiểu theo mình lý giải những cái điều này theo cái sự hiểu của chúng ta thì nó thật sự nó còn cạn lắm. Mà ý thức được điều cạn thì chúng ta mới bắt đầu đi tìm hiểu những cái ý nghĩa cao siêu của nó. Nhưng cho nên là những cái bài này nó lại là rất ở trong cái tạng vị diệu pháp, tạng gọi là vô tỷ pháp, là ý nghĩa đó, đó. Thì chắc trong tương lai những cái điều này khi mà được phát triển ra đó thì nó có những cái nghĩa sâu xa hơn. Nhưng mà ở đây khi mà lực khi nãy nghe Nguyên Như giải thích và ghi xuống những cái nốt này, nhưng mà khi mà đọc vào đó thì ở đây nhận thức ra những cái ý nghĩa như vậy. Và xin chia sẻ lại với đạo tràng là cũng với một cái ý mong cầu là chúng ta ở đây trong một lớp học chia sẻ với nhau những cái sự hiểu biết như vậy. Và nếu có ai có ý kiến gì thêm thì ở đây xin sẵn sàng lắng nghe, và cũng xin cả đạo tràng tùy hỷ. Và nhớ một điều rằng học về pháp bất thiện để mà chúng ta tránh bất thiện, tức là chư ác mạt tác, là chúng thiện phụng hành tự tịnh kỳ ý, thì chư Phật giáo, tức là tất cả chư Phật đều dạy những cái điều này, chứ không riêng gì một cái vị chánh đẳng chánh giác nào cả. Như vậy thì coi cũng theo yêu cầu của Nguyên Như, kêu nêu lên câu hỏi mà nãy giờ cũng không có cái gì để hỏi, cũng hy vọng là không phải là 8. Thì thôi, nếu mà vị nào có ý kiến nào hay thêm thì ở đây cũng xin một cách hoan hỷ để đón nhận chúng ta với cái tinh thần để chia sẻ pháp với nhau. Và một lần nữa con cũng xin kính đảnh lễ quý tăng, quý cô tu nữ ở đây. Con có lời gì mạo phạm thì bỏ lỗi cho con. Và cũng xin chúc cho đạo tràng chúng ta và con xin cảm ơn sư. Chúng ta ở đây nương tựa với nhau với cái pháp lời dạy của Đức Phật đã để lại, và chúng ta giúp đỡ với nhau với một cái mục đích, có một lập trường rõ ràng, có như tác ý khôn khéo để mà tạo cho chúng ta cái trú xứ đang ở là cái số trú xứ nên ở, và chúng ta là những vị hiền nhân đối với nhau và liên tục nhắc nhở với nhau tạo những phước vật, phước đức, phước trí để cho đời này ăn vui, đời sau ăn vui, và sẽ đi tới niết bàn ăn vui tuyệt đối. Và con xin kính dừng mai lại cho quý tất cả. Dạ, con xin ngưng ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, Nguyên Như xin thay mặt đạo tràng tri ân cái bài pháp ngắn gọn rất là hay của Huynh Lý. Dạ, bây giờ Nguyên Như con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm. Dạ, hôm nay tụi con ôm hồi nãy giờ có điều gì mà cần chỉnh sửa, con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm, rồi sau đó con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông, con có thể chỉnh những cái chỗ mà tụi con hồi nãy giờ học với nhau sai hay đúng. Dạ, con xin thỉnh sư Thanh Tâm trước ạ. Con xin dâng mic lại cho sư ạ. Dạ, mô Phật, sa thú lành thay. Dạ, rất là hay. Dạ, hôm nay quý vị chia sẻ Phật Pháp và cái đề tài nói về tâm bất thiện. Điều này rất rất là quan trọng cho người tu. Bởi vì người tu mà
không có biết cái tâm của mình thì khó mà hiểu được mình nó có tâm thiện hay là tâm bất thiện. Mà nếu mà không có biết được cái tâm bất thiện nó làm cho mình đau khổ, nó làm cho mình sanh tử luân hồi trong những cái khổ cảnh đó, thì cái điều này rất là nguy hiểm. Cho nên bài học hôm nay nói về tâm bất thiện là một cái điều rất là quý báu. Tại vì tâm bất thiện là khổ. Quý vị thấy chân lý mà Đức Phật Ngài nói đầu tiên á là khổ. Đời khổ ha, khổ vì thân, khổ vì tâm. Tâm này dẫn đầu. Tâm dẫn đầu tức là tâm bất thiện, xin lỗi, ý đó, tâm ý đó dẫn đầu, ý là chủ. Nếu mà ý mà bất thiện thì khổ đau nó sẽ theo ta như bóng theo hình. Còn cái người mà ý mà thiện đó thì an vui, nó sẽ theo ta. Xin lỗi, xin lặp lại nha. Cái tâm mà bất thiện á, nó sẽ làm cho mình đau khổ trong những cảnh giới khổ như là địa ngục, là quỷ chúng sanh Atula, hoặc là người khổ, người thiếu phước ha. Còn ý mà thiện đó, ý mà thiện lành đó, thì nó giúp cho chúng ta được an vui trong đời này, là người có phước và được an vui trong nhiều đời, nhiều kiếp về sau. Và cũng này nó đưa cho chúng ta đến đạo quả. Thì hôm nay chúng ta may mắn được nghe về cái chuyện tâm bất thiện. Thì quý vị biết tâm bất thiện là khổ. Nhưng mà Đức Phật nói cái thứ hai là cái khổ nó có cái nguyên nhân của nó. Nguyên nhân hồi nãy quý vị cũng nghe được cái nguyên nhân của nó rồi đó. Nguyên nhân của nó là tác ý không khôn khéo, ở trú xứ không thích hợp, đại khái. Thì người tu là khổ phải biết, phải nhận thức. Rồi cái thứ hai là nguyên nhân của khổ, nguyên nhân của khổ phải hiểu, phải biết, ý cho rõ. Thì cái thứ ba mới là hết khổ, niết bàn thanh tịnh. Cho nên cái chuyện mà tu tập á, mà nhất là cái pháp niệm tâm á, nó rất là quan trọng. Tâm mình nó, thí dụ như tâm bất thiện nó sanh khởi là mình biết liền ha. Mình biết nó là nguy hiểm, nó là tội lỗi, nó là xấu xa, nó sẽ làm cho mình đi vô địa ngục, ăn khổ đau trong đời này, khổ đau trong đời sau. Thì nhờ mình có cái biết niệm tâm đó thì mình sẽ từ bỏ nó. Mình bỏ nó được, bởi vì mình biết nó là khổ, cần nó là khổ thì mình sẽ bỏ được. Người nào bỏ được á, cái tâm bất thiện, người đó sẽ được an vui. Cho nên mình phải cần biết cái pháp niệm tâm ha. Tại vì vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc. Vì vô minh á, cho nên chúng sanh tạo ra thiện hay là bất thiện. Rồi từ đó nó tạo ra cái nghiệp thức. Từ cái nghiệp thức đó nó đi tái sanh. Từ đó nó có cái thân và tâm. Đó, thì khổ đau hay an vui là ở cái nghiệp thức này. Vì vậy cho nên cái chuyện tu học á, nhất là cái pháp niệm tâm á, nó rất là quan trọng. Mô Phật sư sinh có vậy ý như vậy. Cho nên ước mong quý vị được an vui, khỏe mạnh và tu hành tứ niệm xứ ha, đã đạt đến chân lý tứ diệu đế. Dạ, kính thỉnh sư Nguyên Thông ạ, Mô Phật.
Namo Buddhaya. Dạ sư Nguyên Thông ơi, tụi con thấy bàn tay của sư mà con sư chưa có cầm mic ạ. Dạ con không biết sư có nghe được âm thanh của Nguyên Trang con không ạ. Dạ con kính thỉnh bàn tay của sư Nguyên Thông. Không biết là sư có trước máy không ạ. Dạ nếu sư có nghe được âm thanh của con, cho con xin tín hiệu ạ. À, có bàn tay của sư, chắc sư để đây rồi, sư đâu mất rồi. À, bây giờ Nguyên Trang mời Nguyên Như lại nhé. Dạ, con, Nguyên Trang sẽ xuống mic ra. Hồi đã, sa thú, Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, con thấy hình như sư để lâu quá, sư bị kẹt cái tay trên đó luôn rồi đem xuống không được. Dạ, bạch sư Nguyên Thông, chừng nào mà sư quay trở lại máy, sư cho tụi con biết, sư cho đạo tràng biết để Nguyên Như dân mít lại cho sư ạ. À. Dạ, thưa quý vị, trong thời gian mà mình chờ sư Nguyên Thông quay trở lại, có vị nào có câu hỏi hay là có thắc mắc gì không về cái bài này thì mình cũng đặt lên, rồi mình còn vài phút nữa. Thì quý vị có câu hỏi, Ca Vinh Hà có câu hỏi gì không thì xin quý vị tham gia nha. Thấy có bàn tay của sư thôi mà không có ai, còn có ai có thắc mắc về bài của ngày hôm nay không, xin cho tín hiệu nha quý vị. Bắt đầu tuần sau là mình sẽ đi vô với là vô tâm tham, thì quý vị sẽ đi qua sơ lượt xong rồi cái mỗi người sẽ có một cái thí dụ về mỗi cái tâm tham của mình. Nguyên Như nghĩ là nếu mà mình lên mỗi người cho một cái thí dụ, mình đừng có làm lâu quá, nhưng mà nếu mà một cái thí dụ về mỗi cái tâm đó, thì mình sẽ hiểu sâu hơn. Rồi mình nghe bạn mình nói một cái thí dụ thì thầy kinh cũng dặn như vậy, mỗi người sẽ tự cho mình một cái thí dụ về mỗi cái tâm tham, nó có bốn cái chi phần đó. Thì quý vị có thể là chat lên cũng được, quý vị có thể cầm mic lên đọc cũng được ha. Dạ bạch sư Nguyên Thông, sư còn ở đó không? Sư có nghe được âm thanh của con không bạch sư? Nguyên Như thấy sư ở đó mà Nguyên Như không có thấy sư có tín hiệu gì hết. Dạ con thấy bây giờ cũng là 10:53 rồi. Dạ con xin kính dâng mic lại cho sư Thanh Tâm bạch sư. Con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm ạ. Dạ, mô Phật, sư xin thay mặt chư tôn đức tăng phúc chúc cho đạo tràng. Ba qua thú sắp ba măng ca lăng rắc hành thú sắp ba đề qua ta sắp ba bút đà nu và về nã sa đà sốt thị ba quần tú tê. Ba qua thú sắp ba măng ca lăng rắc hành thú sắp ba đề ta sắp ba đầm mà nu và về nã sa đà sốt thị ba quần tú tê. Ba qua thú sắp ba măng ca lăng rắc hành thú sắp ba đề qua ta sắp ba sang gà nu và về nã sa đà sốt thị ba quần tú tê. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thụ lành thai. Và sau đây, con kính mời cặp đạo tràng cùng con hồi hướng sau khi thánh pháp ạ. Dạ đề quá ta san quy ti ha. Dạ đề quá ta san ti quy ha ra wa si ni thu pe ka re po thi ka re ta hin ta hin. Ta tham ma da ne na pha wan tu pu chi ta so ting ka ro te. Ta quy ha ra man da le. Thế ra cha mắt cha na wa ca cha phít kha vô sa ra mi ca da na bi na ba ti u pa sa ca ga ma cha de sa ni ga ma cha it sa ra sap ba na phu ta su khi ta pha văn tu tê cha la bu cha ye bi cha an da sang pa wa san se da cha ta a tha wo pa pa ti ka ne ya ni kam tham ma wa rang pa ti cha te sap be bi duk kha sa ka ron tu sang kha yang
Tha tu chi rằng sa tăng tham mô tham ma ta ra chát bụng đa la. Sang khô hô tu sa mắc gô vá ăn thà ya cha hít tà ya cha âm mê. Âm hê rắc khá tu sắc tham mô. Sắp đề bi tham ma cha vi nô vít thịnh bắc. Vịt thịnh sa ba bu nê ya ma tham ma ri yap ba vê. Đi tê. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đạo tạng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ nằm nơi tâm trong ngày vị lai. Và sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thâm Tâm, sư Nguyên Thông đã đến với đạo tràng, và sa thú Sức Liên Như và huynh Lý đã chia sẻ bài học ngày hôm nay ạ. Và sa thú kính tri ân quý sư và quý vị đạo hữu. Và sau đây Nguyên Trang kính mời quý đạo hữu trở lại room vào ngày mai vào lúc giờ 9 giờ giờ Hoa Thịnh Đốn. Ngày mai sẽ là giờ học của thầy Kinh. Dạ, có thể là mình sẽ tiếp tục học vi diệu pháp. Dạ, Nguyên Trang kính mời đạo tràng trở lại vào ngày mai lúc 9 giờ ạ. Và kính chúc đạo tràng có một đêm an lành, một ngày an lành, sáu thời đều an lành ạ. Chúc quý vị một đêm ngủ ngon ạ. Dạ, Nguyên Trang xin xuống mic. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ.